anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Quân Béo Moto ở đâu? Hôm nay review và bán cho anh em con hai con Yamaha R15V3. Độ rất là ngầu đúng không? Đấy, đều ốp đầu R6, một con có màu con không. Thì một chiếc 40 5 triệu và một chiếc là 53 triệu. Tại sao lại có sự khác nhau? Thì con này nó đồ đạc có nhiều hơn một chút. Đấy là con này là 53 triệu. Đấy là đầu tiên là có phanh ABS hai kênh này, đĩa bản lớn này, rồi là vành lớn, vành 5 inch, đồ chơi nhiều hơn, nó cũng phụ thuộc vào đồ thôi. Nhưng mà con 45 triệu ấy thì nó lại hơn được một cái là gì? Biển Hà Nội rất đẹp luôn. Anh em nào đang sống và làm việc tại Hà Nội ấy, đi qua biển này quá đẹp luôn, làm ủy quyền thôi anh em. 79997 sộp thôi. Biển cực kỳ tươi. Hôm nay review bán cho anh em hai chiếc Yamaha R15V3 độ này nhá. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên ấy thì là mình review chiếc Yamaha R15 V3 độ này. Con này chưa hết đâu, mình gạt haza cảnh báo lên cho anh em xem này. Bốn con xi nhan cùng nháy luôn, 6 con chứ. Hai con trên này, một con ở hông này, một con đằng sau này. Thì dàn xi nhan này chủ xe lên là xi nhan Speedy Beat, đằng trước là L14, đằng sau là M3. Đấy, kèm với thêm là hai cái bịt xi nhan, bịt chân gương, đây, bịt chân gương Park CNC xi nhan cực kỳ là đẹp. Đấy, bô thì lại chơi kiểu bô giữ thần luôn anh em nhá, cổ titan, bầu lưới tổ ong, bô R1 loại một luôn. Đấy, ốp đầu R6 anh em ạ, ốp đầu R6 chưa hết đâu, lên cả bi cầu à. Đấy, còn ban ngày mà anh em không thích cái đèn led xanh nó chiếu ở gầm ở ghế các thứ ấy, thì các bạn giúp mình này, tắt ở đây là ok luôn. Đấy, tắt thì là ok. Bi cầu này là con Red Magic 3.0 này, kèm với thêm là ở đây là mắt lé, là vẫn là ốp đầu R6. Chúng ta quét đi một tí đây để lộ cái dàn bi cầu này trông cho nó ngầu. Che két nước này, bi cầu này, bịt xi nhan này, kính Dragon này. Tổng phanh tổng côn giữ nguyên, bao tay thì là Daytona Line. Đấy, ốp bình xăng R6, mỏ cầy zin, ơi lên cả thụt luôn. Con này lên cả thụt nitron DNA Rite đi anh em, bình dầu rời. Đấy, lên cả thụt rời, đôi lốp đã mới thay, nhông xích cũng mới thay. Đấy, và xe đã được bảo dưỡng toàn bộ rồi, ngon lành hoàn hảo. Anh em mua về là chỉ có đi thôi. Thì con này là giá 43 triệu anh em, 43 triệu, biển Hà Nội rất đẹp. Ôi chưa hết, còn đôi đèn chữa sáng này, đôi đèn chữa sáng này. Con này thì biển Ninh Bình chính chủ 2020, con này là 2020 chính chủ 2020, đồ chơi nhiều. Thì con này ví dụ như anh em mà không lấy phanh ABS hai kênh thì các bạn sẽ giảm đi được luôn là 8 triệu. 53 trừ 8 là còn bao nhiêu? 45 triệu. Thì anh em không lấy lốc nổi trong suốt mình cũng trừ tiền. Anh em đĩa phanh 7 speed size 300, đĩa lớn. Đấy, kèm với cổ bô và bô Atamovic mỏ cầy. Và này là chơi mỏ cầy R6, ốp bình xăng R1. Đấy, đuôi zin, xi nhan cũng Speedy Beat M3. Vành 5 inch lốp lớn. Đấy, rất là nhiều đồ luôn. Thì chiếc này là mình chưa hết đâu anh em. Và khóa Smart Key. Đấy, con này là dùng Smart Key anh em. Chảng 3 CNC kèm Smart Key, bịt chân gương Piranha, tay phanh, tay côn đồ chơi. Con này phối hai tông màu đỏ vàng anh em, đen đỏ vàng. Đấy, chiếc này là giá 53 triệu. Đấy, mình bao rút hồ sơ, bao ship cho anh em luôn nếu anh em nào mà chốt đơn. Ok anh em, xem xe trực tiếp tại B23 Bồ Hòa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hoặc là Zalo 0942 795678. Chưa hết đâu, chiếc xe này đèn này còn lên đèn hậu tích hợp xi nhan R1 luôn này. 4171, hai biển đều gánh kép luôn. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Bye bye các bạn.